xin được trân trọng giới thiệu sản phẩm hệ thống máy hút xi măng kết hợp với cân định lượng và hệ thống thổi xi măng công suất 50 tấn trên giờ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất máy cơ khí nông nghiệp Tây Đô, được nghiên cứu và chế tạo từ những năm 2016. Hệ thống máy hút xi măng kết hợp với cân định lượng và hệ thống thổi xi măng đã giành được giải nhì hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn quốc năm 2012, cúp sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực phía Nam, hệ thống thổi liệu và cân định lượng năm 2018. Và công ty Tây Đô được trao chứng nhận ISO về hệ thống quản lý chất lượng hàng đầu thế giới ISO 9001-2015, hệ thống được đặt tại khu công nghiệp Hưng Phú 1, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, và đã chuyển giao công nghệ cho khách hàng, công ty cổ phần vật liệu xây dựng thế giới nhà. Thông tin của hệ thống, cần cầu vít tải hút liệu, nâng hạ bằng cáp qua tời thủy lực, mô tô điện dẫn động cho các vít tải truyền liệu, sử dụng cho các loại tàu chở xi măng có sức chứa 500 tấn đến 2.000 tấn. Cân định lượng, tuần hoàn liên tục, được lập trình PLC. Hệ thống thổi liệu TD250 cho phép thổi xi măng với khoảng cách thổi lên đến 300 m, lên có cao độ 20 m. Toàn bộ hệ thống được giám sát và khắc phục lỗi từ xa. Thông số giám sát cân định lượng từ xa. Chế độ hoạt động. Chế độ hút lên cân định lượng. Chỉ số ampe hoạt động của các motor. Chỉ số ampe của các bơm thổi khí. Thông số giám sát hệ thống lọc bụi từ xa.